Chào các bạn, trong video trước thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn về hai cái trường hợp đúng không ạ? Một là bị phạm vào tiểu không vong. Đấy, hai là bị phạm vào cái trường hợp là đại không vong trong phong thủy. Thì cả hai trường hợp này là hai cái trường hợp nó rất là xấu, bởi vì cái độ số nó, cái khí vào nhà chúng ta nó không thuần khí. Đấy, hay còn gọi là cái khí nó bị nhiễu khí, nó bị loạn khí. Đấy, dẫn đến tình trạng là cả về nhân đinh lẫn tài lộc của các thành viên ở trong cái căn nhà đó, trong cái gia đình đó thường xuyên bị bất ổn. Đấy, lúc lên lúc xuống đúng không? Đấy, chưa kể là có những cái trường hợp mà tôi đi khảo sát phong thủy là những cái độ số bị phạm vào đại không vong thì là nhà rất là dễ có vong. Đấy, các bạn hãy nghiệm nhé, quan trọng các bạn phải nghiệm đi. Đấy, thì khi mà nhà các bạn mà bị phạm vào cái trường hợp này thì có rất là nhiều những cách xử lý khác nhau. Đấy, thực tế thì trên thực tế đây các bạn cũng thấy là rất là nhiều thầy được tư vấn là phải xoay cửa, đúng không? Xoay cửa, tức là khi mà xoay cửa ấy, thì là làm cửa lệch đi thì cái độ số nó cũng sẽ thay đổi, thì từ đó nó cũng sẽ không bị phạm vào trường hợp này. Tuy nhiên là đây là một trong những cái giải pháp mà tôi rất là ít khi hoặc là gần như tôi không áp dụng cái giải pháp này. Bởi vì thứ nhất là cái tính thẩm mỹ căn nhà nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhiều nhà xây cái nhà 5-7 tỷ mà tự nhiên nhìn cái cửa rất là lệch thì bản thân là nhìn cái căn nhà đấy thì tôi cũng đã cảm thấy nó không được ưng rồi. Đấy, nó mất đi cái vẻ thẩm mỹ của cái căn nhà, đúng không? Đấy, và chưa kể là khi mà chúng ta xoay cửa lệch như vậy thì cái khí vào nhà nó cũng sẽ vẫn bất ổn, nó không giải quyết được vấn đề gì, nó sẽ cũng không ổn định. Đấy, thì trong cái trường hợp này thì một trong những cái vật phẩm mà tôi đã sử dụng mà treo hóa giải cho rất là nhiều người mà họ có cái sự thay đổi nhé. Quan trọng nhất là họ phải có sự thay đổi, và tôi cũng đã nghiệm chứng trong rất nhiều trường hợp, đó là các bạn có thể sử dụng cái la kinh hóa sát như này. Đây, giới thiệu với các bạn, đây là cái la kinh hóa sát được dát vàng nhé. Đây là tất cả các cạnh này được dát vàng 24k. Đấy, la kinh được làm bằng kim loại và được dát vàng 24k. Đấy, hai mặt. Đấy, mặt sau là 12 địa chi. Đấy, 12 địa chi. Đấy, mặt đầu là mặt la kinh. Đấy, la kinh ấy, trong phong thủy thì ngoài có cái tác dụng dùng để hóa sát, ví dụ nhà các bạn này nếu như bị các góc nhọn chiếu vào này, hoặc nhà các bạn có những cái sát khí từ phía con đường lao vào, thì các bạn cũng để sử dụng cái la kinh này để hóa giải. Và ngoài ra thì cái la kinh này nó rất là hay, đó là nó sẽ giúp xoay chuyển các cái độ số mà nó bị xấu. Đấy, các độ số mà gọi là nó không thuần khí thì khi bạn treo la kinh lên thì nó sẽ giúp các bạn thay đổi các độ số. Và có rất là nhiều nhà mà khi tôi tư vấn hóa giải thì chỉ cần treo trong khoảng thời gian khoảng tầm 2 tuần thôi, họ đã cảm nhận được cái sự thay đổi rõ rệt rồi. Đấy, họ đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt sau khi treo la kinh này. Đấy, thì cái la kinh này thì cách treo như thế nào? Cách treo thì các bạn nên treo ở vị trí cửa chính. Bởi vì sao? Bởi vì cửa chính là nơi mà nó đón khí. Đấy, đón khí vào trong cái căn nhà chúng ta thì chúng ta nên treo la kinh ở ngay vị trí cửa chính và không nên treo cao quá. Tức là các bạn hình dung là khi các bạn đi vào cửa con nhà thì các bạn chỉ cần treo la kinh ở vị trí vừa tầm thôi, miễn sao là khi mà khí ở đây thì cái la kinh không nên treo cao quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc hóa giải. Chúng ta nên treo vừa tầm vừa đủ thôi, đi không bị chạm đầu. Đấy, thì nó sẽ giúp rất là hiệu quả trong cái việc chúng ta hóa giải. Còn nếu như nhà các bạn mà xây 2 hoặc 3 tầng thì các bạn, tôi khuyên thật nhé. Đấy, tôi khuyên thật là các bạn nên treo cả tầng 2, cả tầng 3 nữa. Có nghĩa là ngoài tầng 1 thì treo cả tầng 2, tầng 3 để nó tạo thành một cái trục. Bởi vì tầng 2, tầng 3 đúng không thì nó vẫn có khí vào mà. Đấy, không chỉ tầng 1 mà tầng 2, tầng 3 khi bạn mở cửa ra nó vẫn có khí vào. Thì chúng ta để mà đề phòng chắc chắn đúng không? Thì chúng ta phòng hơn là đợi cái vận hạn nó đến đúng không? Thì chúng ta có thể treo la kinh ở cả 3 tầng. Đấy, la kinh này thì về cái tính hóa giải của nó cực kỳ là mạnh. Sau khi đã được dát thêm vàng 24k ở xung quanh thì cái tính hóa sát của nó rất là mạnh. Đấy, khi các bạn treo la kinh thì gần như các bạn cũng không cần phải lo đến các vấn đề bị các cái sát khí xung vào nhà em này. Đấy, hoặc là nhà em bị con đường đâm vào thì cũng không phải quan ngại các vấn đề. La kinh giúp các bạn hóa giải trong kể cả những cái trường hợp lỗi phạm như vậy. Đấy, thì đây là một trong những cái vật phẩm mà tôi đã tư vấn và đã nghiệm chứng cho rất là nhiều người và có cái sự thay đổi, đặc biệt là hóa giải trong những cái trường hợp nhà bị lỗi phạm tiểu không vong hoặc là đại không vong. Đấy, thì nếu như bạn nào ở nhà mà các bạn đang bị phạm vào cái trường hợp này thì các bạn có thể liên hệ với tôi, thì tôi sẽ tư vấn cho các bạn về la kinh hóa sát cũng như là ngày giờ
nào chúng ta treo lan kinh thì nó phát huy được cái tác dụng hiệu quả nhất, tối đa nhất để hóa giải các cái độ số bị phạm như vậy. Thì rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà theo dõi video trong ngày hôm nay, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.